Okay, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Vlog. Và ngày hôm nay, thì mình sẽ nói cho các bạn biết rằng là tạm thời chúng ta sẽ không thể nào mà gợi nhớ lại các tập của mùa 2 được. Nhưng mà lần này mình sẽ chơi lớn. Lần này mình sẽ cho các bạn xem lại Gen M Season 1 tập 1 theo một phiên bản rất khác. Nhưng lần này mình sẽ remaster hóa cho nó lên HD luôn. Chứ trước đây các bạn cũng không thể coi rõ được. Lần này các bạn thì sẽ biết được chất lượng âm thanh sau khi nâng cấp nó sẽ như thế nào nhá. Còn bây giờ thì vô lúc gì vô luôn tập phim đi chứ ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái series đặc biệt, đó chính là series là series tìm bóng hài do mình không phải tự diễn mà có thêm cái đứa em dưới giọng nè. Ủa nó muốn tiêu rồi, che rồi. À đây các bạn, không chỉ mình đóng mà em mình đóng, cho nên tìm phóng này là nên số đầu tiên này là mình sẽ tự diễn luôn. Còn bây giờ thì vào luôn cho nóng. Ôi Hưng ơi. Dạ. Nói đi. Dạ. Dạ. Em ra ngoài mua cho anh một thịt nha. Trời ơi. Mua con ký thịt mà tự nhiên là mừng làm quá vậy. Như vậy là kệ em. Không, nói lại. Thì kệ em. Thế em đâu rồi, muốn cho anh 100 tờ lì, 130 lì xì vậy đây cho anh. Thế không mua lì xì được thì mua cho anh một viên kẹo cũng được. Dạ. Được. Dạ. Nhưng em nhớ là mua kẹo nào mà kẹo thượng hạng nha. Thượng hạng nha. Làm gì ngầu ngầu đi. Không mua kẹo thượng hạng thì mua ký thịt về cho anh. Dạ. Nhưng mà nhớ là cứ mua thịt bò nha, mua thịt heo được rồi. Đáp lại. Thịt bò thịt heo là gì anh? Đăng lên em ha. Là vừa bò vừa heo á. Năm nay em được lì xì nhiều 10 triệu. À ghê thế cơ à. Làm lại. Thế tiền lì xì năm nay thế cho anh vài triệu xem nào. Không, bù đi, bù không nghe. Bao giờ bù cái kiểu đi. Thế bây giờ em đi vô kho lấy cho anh một cái gì đó ngon ngon đi. Em không có biết. Không. Đi từ nói lại. Nói lại. Em đưa thịt lắm. Không, nói lại nè. Em không biết giá. Trời, thế mà không biết. Biết thua luôn. Thua. Đánh đâu tay. Đạo tay. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích thì hãy nhấn like, share và subscribe để mà sắp tới mình sẽ làm nhiều video hơn nữa nha. Và như mọi khi tập sau của tập tổng hợp mùa dịch này, mình sẽ gợi nhớ cho các bạn cái lúc mình rượt dễ hơn như thế nào trong tập 3 mùa 1 nha.